Trên sinh viên năm cuối Đại học Tongji Thượng Hải vừa chia sẻ về cú lừa khiến anh mất trắng một vật phẩm NFT quý hiếm trị giá 200 đồng Ethereum tương đương với 548.000 đô la Mỹ trên nhóm Discord. Chen từng tạo tiếng vang trong một cộng đồng chơi NFT ở Trung Quốc vì câu nói: "Cược tất vào NFT khi trả lời khảo sát việc làm tương lai của trường đại học". Theo Chen, tác phẩm bị đánh cắp nằm trong dự án Doodle Collectible nổi tiếng và chiếm đến một nửa tổng giá trị tài sản NFT của anh. Trước đó vào tháng 1, Fancy cá voi NFT đã mua một tác phẩm bộ sưu tập này với giá là 296,69 Ethereum, tương đương với 1,12 triệu đô la Mỹ. Hiện nền tảng giao dịch NFT OpenSea đã khóa tính năng mua và bán số NFT bị trộm. Tuy nhiên tên trộm đã bán cho một người dùng khác không hay biết về sự việc này sau khi nói chuyện với chủ sở hữu mới thì chen cho biết bộ sưu tập này được buôn bán trái phép và đề nghị mua lại tuy nhiên người chủ mới từ chối vì không muốn mất một khoản tài sản với giá mua hời như vậy tuy nhiên chàng sinh viên vẫn không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục thương lượng để lấy lại số nft đã bị mất dù sự kiện này đã để lại một cú sốc không nhỏ cho chen nhưng anh vẫn không hề lung lay quyết định theo đuổi nghề nft của mình sản phẩm nghệ thuật tiền kỹ thuật số vẫn là điều tôi luôn hướng tới chen chia sẻ nft là loại tài sản kỹ thuật số được xây dựng trên hệ thống chuỗi khối và có chứa thông tin về chủ sở hữu và quyền sở hữu loại hình tài sản này đã trở thành một trào lưu được phổ biến rộng rãi trong những năm gần đây trong đó người chơi chi hàng triệu đô la mỹ để sưu tầm các hình họa hay tác phẩm nghệ thuật vụ việc của nitgen cho thấy làn sóng tài sản nft vẫn phát triển mạnh mẽ tại trung quốc bất chấp lệnh cấm tiền điện tử của chính quyền bắc kinh Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm các hoạt động khai thác và giao dịch tiền ảo trên toàn quốc. Đồng thời, người dùng ở quốc gia này cũng không thể truy cập OpenSea. Mặc cho lệnh cấm, tại đây vẫn xuất hiện một cộng đồng các nhà đầu tư đổ tiền vào các nền tảng NFT của nước ngoài. Nhóm người này cũng tự giao bán tác phẩm NFT của mình trên OpenSea. Sự bành trướng và thiếu kiểm soát đã khiến cho NFT trở thành mảnh đất mau mỡ cho tội phạm lừa đảo. Tuần trước, 17 người dùng vướng phải một cuộc tấn công lừa đảo NFT khiến cho họ mất quyền truy cập vào một số NFT có giá trị nhất. Hiện nền tảng OpenSea đang điều tra về nguồn gốc của vụ việc. Tổng số tài sản NFT bị đánh cắp có thể trị giá lên tới 1,7 triệu đô la Mỹ. CEO Trevin Finzer của OpenSea chia sẻ trên tài khoản Twitter của mình. NFT thường được sử dụng để đại diện cho các loại tài sản như là phim ảnh, tác phẩm âm nhạc hay tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số. NFT có thể được mua bán giống như các tài sản vật lý nhưng được mã hóa trên blockchain nên quyền sở hữu và tính hợp lệ của tài sản mà nó đại diện đều có thể được theo dõi một cách dễ dàng. Ví dụ nếu như một nghệ sĩ giao bán một tác phẩm nghệ thuật đã được token hóa thành NFT, người mua có thể mua mã token duy nhất đại diện cho tác phẩm này và sau đó có thể chứng minh tính xác thực cũng như quyền sở hữu các tác phẩm kỹ thuật số này thông qua blockchain. Tỷ phú Mark Cuban đã chia sẻ tôi nghĩ NFT và công nghệ blockchain sẽ sớm đạt đến đỉnh cao. Bản thân tỷ phú Cuban đã kiếm được tiền mặt từ NFT bằng cách bán đấu giá hàng hóa kỹ thuật số trực tuyến, bao gồm video trải nghiệm ngày trò chơi Marv Suns. Ông cũng sở hữu các tài sản kỹ thuật số dựa trên NFT, bao gồm thẻ Maxi Kleber Junk Moment, thứ mà ông cho rằng có thể sưu tầm được và có giá trị tương tự như một thẻ thể thao thông thường. Vị tỷ phú này chia sẻ rằng NFT sẽ làm đảo lộn hoàn toàn ngành công nghiệp âm nhạc và điện ảnh. Tôi sẽ đến gặp mọi ca sĩ mà tôi biết, giới thiệu bản thân mình, giống như đã từng làm với broadcast.com, để tạo ra bất cứ một sản phẩm kỹ thuật số nào và phim ảnh cũng vậy. Theo vị cá mập này, ngành công nghiệp blockchain sẽ phát triển mạnh mẽ bởi thế hệ Z coi trọng hàng hóa kỹ thuật số hơn bất cứ thứ gì, thậm chí còn hơn cả một ngôi nhà, một chiếc xe hơi hay là điện thoại. Thứ mà họ quan tâm tiếp theo chính là kỹ thuật số họ sẽ lựa chọn một sản phẩm kỹ thuật số trước khi mua một món đồ hàng hóa bình thường